Thưa quý vị, Tổng thống Trump ra lệnh tìm biện pháp ngăn ngừa cựu chiến binh tự tử. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba 5 tháng 3 ký sắc lệnh thành lập một tòa án đặc nhiệm có nhiệm vụ trợ giúp các cựu chiến binh và chấm dứt tình trạng tự tử tràn lan trong giới này. Trong buổi lễ ký ban hành tại Tòa Bạch Ốc có sự tham dự của các tổ chức cựu chiến binh cũng như giới chức cấp cao từ nhiều cơ quan chính phủ, Tổng thống Trump nói rằng: "Tôi muốn mọi cựu chiến binh đều biết rằng toàn thể hơn 300 triệu dân Mỹ đều đứng đằng sau họ. Họ sẽ không bao giờ bị lãng quên." Sắc lệnh này có tên là lộ trình của Tổng thống nhằm trợ giúp cựu chiến binh và chấm dứt thảm trạng quốc gia về tự tử, được viết tắt là PREVENT. Theo đó, sẽ đòi hỏi các giới chức cấp cao từ nhiều cơ quan chính phủ cùng phối hợp để có được chiến lược giải quyết vấn đề cựu chiến binh tự tử và đưa ra các đề nghị giải quyết cho Tổng thống trong vòng 365 ngày tới. Tòa án đặc nhiệm này sẽ do Bộ trưởng cựu chiến binh ông Robert Wilkie đứng đầu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Fox & Friends hôm thứ Ba, ông Wilkie nói cơ quan của ông ước tính mỗi ngày ở Mỹ có khoảng 20 cựu chiến binh tự tử. Ông nói thêm, chúng ta sẽ mang đến tất cả các thuốc men tốt nhất, sự hiểu biết tốt nhất bên cạnh việc yêu cầu Quốc hội cung cấp tài chính để chuyển cho các tiểu bang và địa phương nhằm trợ giúp chúng ta trong cuộc chiến này.